Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay xe Bắc Nam đang đậu ở bãi đây nha anh em. Hàng bữa lên một cái con công nông à. Bữa lên con công nông bán mù cho anh em dọn cái bên á thì được cái khách sơn la chốt rồi hả? Thì hôm nay xe đang đậu đây, anh em nào đang quan tâm những mặt hàng gì thì alo để cước được hỗ trợ rẻ nhất có thể cho anh em ha. Tại vì xe này về cước cũng rẻ lắm anh em. Xe này lâu lâu mới vô một chuyến thôi, ít có vô lắm. Còn trống chắc khoảng được mấy con nữa, ba bốn con nữa nha. Bắc Nam đang có mặt đây luôn. Đây xe đây là bao miền Nam. Từ đây đổ vô là nơi nào cũng giao. Hàng đi hàng về là xe này hơn. Hôm nay hai xe Nam Bắc đang đậu bãi đây nè. Em nào đang cần hàng gì gửi hoặc là ấy thì liên hệ với mình hỗ trợ cho anh em gửi hàng ha. Rồi, chuyên mục hôm nay là lên một cái con xe đầu kéo, cũng là công nông luôn. Công nông luôn nha anh em. Thật sự mà công nông này hàng này nó rất là hot ha. Mà đa số về anh em nào cũng phải dọn hết. Còn riêng em mà em bán mù mà bán hàng tự dọn mà bán tới công nông là anh em hiểu rồi. Là biết công việc nó quá nhiều rồi, nó quá tải rồi nha anh em. Chứ không phải là vấn đề là dọn. À, không phải là xe xấu mà họ dọn không nổi đâu, nhưng mà chẳng qua dọn không không có thời gian thôi, chứ mấy cái xe này dọn đơn giản lắm nha. À, giờ chỉ cần chà ra sơn mấy cái màu xanh lại, à, rửa hộp số, rồi rửa máy móc, rửa dàn đầu lại, ráp cái một vô, gắn cái bình, gắn cái ghế, rồi ok là chạy thôi. À, nói chung dọn thì mấy cái xe này dọn rất là đơn giản luôn, nhưng mà công việc rất là nhiều. À, hôm nay lên cho anh em một cái con. Hôm bữa lên con kia rất khá nhiều là anh em dành mua, nhưng mà mua không kịp với một ông anh Sơn La, mua rất là nhanh luôn. Chỉ còn con nó bữa lên chỉ có một tiếng đồng hồ thôi là ông anh chốt rồi hả? Đó thì hôm nay em lên con này, anh em nào xem được video thì mua. Con này là y chang như con bữa luôn, là giang ma luôn hả anh em ha. SS 70, SS 70. Con này rất là liền, con này đẹp hơn cái con kia. Đó, cái tay quay rin còn dính đây luôn à. À, củ đề nè, củ sạc nè. Con này máy cũng đẹp lắm nha. Máy cũng đẹp. Con này xài dòng này thì xài thắng dầu hết nha anh em nha. Bô e nè, bô lửa luôn, khá đẹp. Nắp đầu lát còn đẹp lắm nha anh em nè. Đây. Anh em thấy không? Đó. Con này mới về hôm qua ha, mới về hôm qua chưa đụng chạm một cái gì, nói chung là không đụng chạm một cái gì luôn. Về sao bán vậy nha anh em nha. Đó, không có đụng chạm một cái gì đó. Lớp đẹp lắm, lớp khá là đẹp, lớp chạy lớp 512, gai còn cao lắm nha. Đó, anh chị thấy không? Gai cao lắm nha, mà lớp còn ngon lắm, không có bị tét lủng nứt nẻ gì thôi. Cùi cặp đăng ráp cho thùng. Còn cái ghế nè, về anh em bọc lại ha. Tình trạng con này thì liền hơn con kia. Chỗ gác chân rồi còn ngon nè. Cái về đây thì bị mục à, về gia cố lại ha. Đó, Acura còn luôn. Gài cầu, một cầu, hai cầu nè. Nhanh chậm nè, số nè. Con này còn khá liền, khá đẹp. Cái thùng con này cũng đẹp ha. Con này không có ben nha anh em à. Thùng con này cũng khá là đẹp. Bánh cũng đẹp luôn. Đây cái thùng này nè. Đây, lớp nè. Lớp quá VIP luôn. Lớp đẹp nha, gai mịn. Thùng là không biết, thùng là sàn đồ rất là ngon, bẩn ba cái đầy đủ đó, bẩn thùng đầy đủ nha anh em, đầy đủ hết. Con này về anh em gắn vô dọn sơ sơ, gắn mốt vô là kéo thôi, là quất thôi. Rồi giá thì anh em liên hệ đi ha, em không có tiện báo giá mấy cái dòng này đâu nha anh em. Anh em nào thiện chí thì alo. Những cái con mà không ben như con này dọn lên giá tầm 50 mấy triệu nha anh em. Còn anh em lấy về tự dọn thì em sẽ trừ ra một số tiền công cho anh em. Nói chung cũng đỡ rất là nhiều nha. Thì anh em thiện chí alo giùm em. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.